Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin nóng Euro 2024. Sau đây chúng ta cùng điểm qua một vài trận đấu đáng chú ý vừa mới diễn ra. Mbappe ngồi ngoài, Pháp hòa may mắn Hà Lan. Sau những đồn đoán, ngôi sao lớn nhất Mbappe đã không xuất hiện trong đội hình mà dự bị suốt trận đấu trên sân Leipzig. Ở lượt trận ra quân thắng áo 1-0, anh bị gãy mũi do va chạm với đối phương. Huấn luyện viên Didier Deschamps vì vậy chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 sang 4-4-1-1 với Marcus Thuram là tiền đạo mũi nhọn thay thế Mbappe. Tốc độ trong hiệp một nhanh với nhiều pha ăn miếng trả miếng. Ngay phút thứ nhất, khung thành Pháp chao đảo khi thủ thành Mike Maignan phải cản phá cú đá chéo góc trái của Jeremy Frimpong. Đội Á quân thế giới đáp trả 3 phút sau với cú sút xa từ khoảng cách 26m của Antoine Griezmann khiến Bas Verbruggen vất vả đẩy bóng. Thức ngắm lịch và thiếu quyết đoán là vấn đề trong hiệp một của chân sút đôi bên. Đến phút 28, Jude Cao thả bóng từ biên phải ra sau hàng thủ Hà Lan. Zevrai mắc lỗi vị trí để Marcus Thuram phá bẫy việt vị vào vòng cấm, rồi sút vọt xà trong thế đối mặt thủ môn. Điểm nhấn của trận đấu đến ở phút 69. Hà Lan triển khai tấn công mạch lạc trước khi bóng chuyển sang biên trái cho Cody Gakpo. Tiền đạo đang chơi cho Liverpool chuyển vào chính giữa vòng cấm để Memphis Depay tì đè giữ bóng, rồi xoay người sút chân trái khiến Maignan phải dùng chân cản phá. Bóng này ra rìa vòng cấm đúng tầm Xavi Simons volley găm vào góc thấp bên phải tung lưới Pháp. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận sau khi trọng tài biên phất cờ việt vị với Denzel Dumfries. Sau 3 phút tham khảo VAR, trọng tài chính Anthony Taylor giữ nguyên quyết định, cho rằng hậu vệ Hà Lan đã cản trở tầm hoạt động của thủ môn Pháp. Quyết định của tổ trọng tài Anh ngay lập tức gây tranh cãi. Trong cuộc bình luận trên đài truyền hình Anh BBC, các cựu cầu thủ như Alan Shearer, Wayne Rooney, Cesc Fabregas và Gary Lineker đều cho rằng đó phải là bàn thắng cho Hà Lan. Shearer và Lineker cùng nhận định chuyển động cơ thể cho thấy thủ môn Maignan không có phản ứng bay người cản phá, còn Dumfries không tham gia vào pha bóng. Fabregas và Rooney thì nghĩ rằng nếu trọng tài Taylor trực tiếp xem lại video thì sẽ có đánh giá chính xác hơn, thay vì chỉ nghe tham khảo từ VAR. Trong 20 phút cuối, Pháp thay đổi hàng công với Olivier Giroud và Kingsley Coman vào thay Thuram và Dembele. Hà Lan cũng đưa Weghorst thế chỗ Depay. Tuy nhiên, bàn thắng vẫn ngoảnh mặt với đôi bên khiến trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0. Tiếng còi hết trận vang lên với những cái bắt tay của cầu thủ đôi bên. Trong khi đó, Dumfries tiến đến vị trí các trọng tài và tiếp tục phàn nàn với bàn thắng bị từ chối của Xavi Simons trước sự chứng kiến của đội trưởng Virgil van Dijk và huấn luyện viên Ronald Koeman. Đây là lần đầu tiên Pháp và Hà Lan hòa nhau ở Euro. Ở 3 trận trước, Pháp thắng ở luân lưu tứ kết 1996, thua 2-3 và 1-4 ở vòng bảng năm 2000 và 2008. Đây cũng là trận hòa đầu tiên của hai đội trong 9 trận gần nhất, trong đó có 7 chiến thắng thuộc về Pháp. Ba Lan bị loại đầu tiên ở Euro 2024. So với lượt trận đầu tiên, đôi bên cùng thay đổi 3 vị trí và tất cả đều ít nhiều để lại dấu ấn. Ba Lan dùng Pavel Davidovic, Jakub Piotrowski, Christoph Piatek thay Kasper Urbanski, Sebastian Szymanski, Bartosz Salomon, chấn thương. Bên phía Áo, huấn luyện viên Ralf Rangnick thay thế cặp trung vệ Kevin và Maximilian Gober cầu thủ phản lưới trước Pháp bằng Gernot Chauner và Philippe Lienhardt. Đồng thời tung tiền đạo lão tướng 35 tuổi Marko Arnautovic vào sân ngay từ đầu thay Michael Gregoric. Phút thứ 9, sau quả ném biên ở cánh trái, Philip Min nhận lại bóng rồi tâng lửa qua Przemyslaw Frankowski. Hậu vệ Áo tạt vào vòng cấm để Gernot Chauner bật cao đánh đầu ở cột gần mở tỷ số. Đây là bàn sớm nhất của Áo trong lịch sử dự Euro, sớm nhất tại các giải lớn kể từ World Cup 1954 khi ghi 2 bàn vào lưới tiệp khắc, nay là Cộng hòa Séc và Slovakia, trong 4 phút đầu. Đến lúc này, Ba Lan mới thức tỉnh và dần tạo được cơ hội. Phút 18, Frankowski chuyển cắt ngang vòng cấm qua một loạt cầu thủ để đến cột xa, nhưng Nikola Zalewski đặt lòng vọt xà trong thế chống trải. Ở ngoài sân, máy quay liên tục bắt cận gương mặt của Lewandowski và ít nhất 2 lần thấy anh trao đổi với các trợ lý huấn luyện viên. Sức ép của Ba Lan cuối cùng thu lại thành quả ở phút 30. Trong vòng cấm cánh trái, Jakub Kiwior khống chế bằng đùi rồi chuyền vào trong cho Jan Bednarek đệm cận thành trúng người cho Nơ. Piatek có mặt đúng chỗ khống chế tiếp, rồi đẩy bóng qua người và dứt điểm ở cự ly 6m vào góc thấp phải đưa trận đấu về thế cân bằng. Đến phút 60, huấn luyện viên Michan Probier quyết định tung Lewandowski và Karol Świderski vào sân thay Piatek và bốc ra 2 cầu thủ ghi bàn cho Ba Lan ở Euro lần này. 4 phút sau, Lewy nhận thẻ vàng sau pha tranh chấp trên không phạm lỗi với Liên Hát, cũng là dấu ấn duy nhất trong trận. Sau đó, cuộc chơi hoàn toàn do người Áo làm chủ. Huấn luyện viên Ragnick tiếp tục cho thấy khả năng điều chỉnh nhân sự ấn tượng khi thay hậu vệ trái Min bằng Alexander Brass ở phút 63. 4 phút sau, chính Brass chuyển tầm thấp từ cánh trái vào trung lộ để Arnautovic nhấc chân nhả bóng làm bất ngờ toàn bộ hàng thủ Ba Lan. Christoph Baumgartner đón bóng gọn gàng, rồi đặt lòng vào góc phải đánh lừa Wojciech Szczesny để lần thứ 2 giúp Áo dẫn trước. Ba Lan vội vàng để mắc sai lầm bao nhiêu thì Áo bình tĩnh bấy nhiêu.
Phút 77, thủ môn Patrick Benz phất bóng từ vòng cấm sân nhà rồi sượt đầu một hậu vệ Ba Lan. Jan Bednarek chần chừ tiếp cận tạo điều kiện cho Sabitzer cướp bóng rồi dốc vào vòng cấm. Trong thế đối mặt thủ môn, cựu tiền vệ Man United đẩy bóng sang trái qua người bị phạm lỗi và kiếm về phạt đền. Trên chấm 11m, Arnautovic lạnh lùng sút vào góc thấp phải đánh lừa Szczesny. Nhưng chiến thắng 3-1 vẫn đủ để các thành viên đội tuyển và cổ động viên áo ăn mừng. Ở lượt cuối, họ chỉ cần giành thêm một điểm trước Hà Lan là có 4 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại cộng 1, những con số lý tưởng để ít nhất nằm trong top 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Trái lại, với việc Pháp hòa Hà Lan 0-0 ở trận đấu sau đó, Ba Lan chắc chắn không còn cơ hội đi tiếp. Họ kém 2 đội kể trên 4 điểm, ít hơn áo 3 điểm cũng như hiệu số đối đầu. Ukraine thắng ngược Slovakia. Ukraine thi đấu điềm tĩnh và chắc chắn hơn hẳn so với trận thua Romania. Tuy nhiên, các phương án tấn công của họ vẫn chưa có nhiều cải thiện. Trong khi đó, Slovakia vẫn giữ nguyên đội hình như ở trận thắng Bỉ và cũng duy trì được sự hưng phấn. Họ có khá nhiều tình huống tấn công nguy hiểm về phía khung thành của Ukraine và cuối cùng đã có bàn mở tỷ số ở phút 18 do công của Sran với một pha bật cao đánh đầu trong vòng cấm. Bước sang hiệp 2, Ukraine tiếp tục duy trì lối chơi tấn công như vũ bão và họ đã được đền đáp. Phút 54, Zinchenko căng ngang vào trong để Saparenko đệm bóng cận thành gỡ hòa 1-1 cho Ukraine. Tới phút 80, Yaremchuk thoát xuống nhận bóng trong vòng cấm từ đường truyền dài của đồng đội trước khi dứt điểm tinh tế đánh bại Dubravka nâng tỷ số lên thành 2-1 cho Ukraine. Trong thời gian còn lại của trận đấu, cả Slovakia và Ukraine đều có những cơ hội nhưng không bên nào có thể ghi thêm được bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía Ukraine. Ukraine có được trận thắng đầu tiên và mở ra cơ hội giành vé vào vòng 1/8. Họ tạm đứng thứ 2 tại bảng E, bằng điểm với Romania và Slovakia. Chơi có trách nhiệm, chọn nơi uy tín. Truy cập ngay tề.mi/kto, nhận ngay 50k miễn phí trải nghiệm.